Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm đầu tiên trong năm, ngày mà nhiều gia đình cầu bình an cho một năm mới. Đây là một ngày lễ lớn, nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Lễ hội Tết Nguyên Tiêu tại thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hòa với không khí tưng bừng của lễ hội Tết Nguyên Tiêu mừng xuân Quý Mão 2023, sáng 2 tháng 2, tức 12 tháng Giêng âm lịch, Hội quán Nghĩa An tại quận 5 đã tổ chức chương trình diễu hành cùng nghinh quan thánh để xuất du. Đây được xem là một trong những chương trình lễ hội truyền thống đặc sắc của người Hoa, nhóm ngôn ngữ Triều Châu tại quận 5. Theo sau, tiếng trống xuất du có hơn 300 người được hóa trang một cách cầu kỳ, họa tiết bắt mắt để cùng nhau diễu hành đi qua các con phố, góp phần tạo nên không khí tưng bừng đặc sắc cho khí thế vui lễ Tết Nguyên Tiêu năm nay. Theo đó, đoàn diễu hành gồm xe hoa treo cờ Tổ quốc, đội Nguyên Lão, mã đầu la, lồng đèn lớn hội quán, băng trôn, đội cồng chiêng cổ nhạc Linh Phước Đàn, đội lân sư trồng Tinh Anh Đường, ngũ phong kỳ, cờ phướng, đội cồng chiêng cổ nhạc Triều Quân, bản gỗ Chư Thần, đội lân sư trồng Đoàn Thống Nhất, các diễn viên múa ngựa, bát tiên, hương án, kiệu quan thánh đế quân, ban quản trị hội quán Nghĩa An hộ giá, đội cồng chiêng cổ nhạc sư Trúc Hiên cùng xuống phố diễu hành trên địa bàn quận 5. Lộ trình diễu hành xuất phát từ chùa Ông hội quán Nghĩa An và đi qua các tuyến phố Nguyễn Trãi, Tản Đà, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng, Hải Thượng Lãng Ông, Đỗ Ngọc Thạnh, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, cũng như ghé ngang qua các hội quán Sùng Chính, Hải Nam, Nhị Phủ, Hà Chương, Ôn Lăng, Tuệ Thành để được ban quản trị các hội quán dân hương cầu phúc. Khi đoàn diễu hành đi qua các con phố với tiếng trống, tiếng lân, tiếng kèn rộn rã đã thu hút đông đảo người dân đứng xem.